Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Ngọc Queen Flo, Cuộc sống là đam mê. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu bó hoa kiểu Hàn Quốc. Đây là một bó hoa mình đã chuẩn bị sẵn. Mình cho một chút hoa hồng màu nhạt, hồng màu đậm hơn và hoa hồng màu trắng. Ngoài ra thì các bạn chú ý nhé, mình những cái bông hồng mình điểm một chút lá vào đây. Bởi vì là những cái bông hồng này nó ở giữa nó sẽ có những cái kẽ này, mình cho những cái lá này ở đây. Những cái bông hồng màu trắng và màu hồng nhạt này mình sẽ cho điểm lá vào cho đẹp. Còn những cái bông màu hồng đậm này thì mình sẽ không cho. Đây là một cái cốt xốp mình đã chuẩn bị sẵn. Nguyên liệu mình cần dùng có đấy là hai đoạn lưới tổ ong. Lưới tổ ong nhá. Đây là mình đã chuẩn bị sẵn. Cái này bạn cắt ra xong là bạn nhỏ ra một chút như này. Đó. Còn cái một cái này mình để nguyên. Hai tờ giấy màu này có thể gọi là màu lu hoặc là màu kem đấy. Kem có họa tiết một chút ở trên viền này. Và một hai tờ giấy màu tím nhạt không có họa tiết. Tất cả đều mình đều dọc ra này. Mình thấy cái phong cách Hàn Quốc này thì nó khá là đẹp nên là mình đã nghiên cứu từ những cái mẫu bó hoa tươi của rất nhiều chỗ và của các bạn ở trên YouTube để mình cũng làm ra những cái bó riêng của mình. Còn cái này thì các bạn có thể tùy theo mình, tùy có thể chế biến hoặc là làm cái gì đấy để cho nó cảm thấy mà nó hấp dẫn, đẹp lên là được. Cái này là mình sử dụng những nguyên liệu mình đang có ở nhà nhé. Các bạn gập đôi cái giấy lưới này vào này. Cái tờ giấy này thì mình cũng sẽ gập gần giống với lại những cái tờ giấy hôm trước mình gập đấy. Nó sẽ rất là hợp bởi vì là các bạn gập như này cho mình nhé. Gập một chút này, cuốn vào này, tròn vào này. Đấy. Đây là mình sẽ được hai lớp như này. Hai lớp như này. Mình đặt tờ giấy lên lên. Đặt tờ giấy lên lên. Mình chỉ để check một bên thôi nhé. Mình thì hay sử dụng bằng băng dính để quấn cho nó nhanh. Khi mà quấn xong được một vòng thì có thể là các bạn cứ để luôn cuộn băng dính ở đấy, xong là khi nào mà gặp được giấy thì mình sẽ lại. Sau này mình quấn nó vào cho chắc. Xong thì các bạn có thể để băng dính dính luôn ở đây. Để luôn ở đây thôi. Thế sau là tiếp tục mình sẽ dính tiếp theo. Nếu mà các bạn chưa quen thì có thể làm không chắc thì các bạn để quấn hai vòng. Sau đấy mình cho một tờ giấy cao lên trên một chút như này. Bây giờ mình sử dụng đến tờ giấy màu này nhé. Mình cũng gập giống với bên kia. Thì gập giống với bên kia thì các bạn gập như này nhé. Mình quặn cái đầu tiên, lớp đầu tiên vào. Sau đấy mình gập như này. Thực ra là nó cũng không nhất thiết là phải y án giống như là cái bài hôm trước mình chia sẻ đấy. Nó không nhất thiết là phải bắt buộc là phải như thế hoặc là phải như này phải như kia, bởi vì nó là hoa mà, nó là nghệ thuật mà, nên là các bạn có thể bó tùy theo ý mình thích hoặc là tùy cao tùy thấp.
để mình sử dụng một tờ này xem. Bạn gập cái này vào và để mình xách lên đây để cho nó kín cái chỗ này. Sau đấy mình sẽ gập cái mặt bên này. Bây giờ mình sẽ sử dụng đến hai cái tờ giấy lưới nhé. Các bạn có thể để như này nhé, xách lên cao một chút cũng được. Đó, trong cái bó hoa của mình nó sẽ lãng mạn hơn. Cái mẫu lần trước thì mình chỉ để giấy lưới hoặc giấy ren này thấp xuống, nhưng cái mẫu này thì mình muốn để nó hơi cao lên một tí để có thể che một chút bông hoa như này. Sau đó mình lại quấn lại cho chắc. Bạn nào mà chưa làm quen ấy thì các bạn có thể quấn hai vòng băng dính cho nó quen ấy, cho nó chắc nhé. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng cái họa tiết này để mình làm lèn ở bên ngoài. Một chút để điểm điểm cái chân trông nó sẽ đẹp hơn. Mình chỉ sử dụng tờ giấy này nhé các bạn. Tờ giấy này thì cũng gặp như lúc đơn đầu đấy. Các bạn cuộn vào một chút cho mình để tạo cái điểm nhấn. Đó, xong mình gặp ra bên ngoài. Cái bó hoa của chúng ta sẽ rất là đẹp. Đó, nó có cái viền viền. Phía bên này thì các bạn sẽ gập không cần giống như thế đâu, mình có thể gập khác một chút được, hoặc là gập giống như thế cũng được, hoặc là gập như thế nào mà các bạn muốn. Mình sẽ gập như này và mình sẽ đặt ở đây, mình sẽ đặt chiếc xuống bên dưới như này. Đó, nó sẽ tạo một cái phong cách nhìn nó mới lạ hơn. Thì cái bó hoa của chúng ta thì nó sẽ bay bổng, nó không theo một cái va rem nào hết. Bạn thấy không?
theo một cái varem nào hết thì mình sẽ làm như này thì nó sẽ rất là sinh động này. Bởi vì là cái phía bên trên này chúng ta sẽ sử dụng màu tím rồi, bên dưới này thì chúng ta có thể sử dụng màu này, tại vì màu tím bên trên thì màu này bên dưới, để cho nó có thể để nó khi bó hoa thì nó đẹp hơn. Các bạn có thể sử dụng một chiếc lơ sẵn hoặc là một chiếc lơ nào đó cũng được. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một chiếc lơ màu hồng như thế này, đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Là đã được một bó hoa Hàn Quốc, kiểu Hàn Quốc này, với cái giấy họa tiết như này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn rất là xinh, rất là yêu, mà nó rất là lạ nữa. Không phải, mình thấy các bạn cứ hay bó những cái kiểu mà nó phải đối xứng nhau, nhưng mình không nhất thiết là phải đối xứng bên nọ bên kia. Mình có thể sáng tạo tùy ý. Nó có cái đường viền này nên là làm tạo cái gân cho cái bó hoa nó rất là đẹp. Mình sẽ sử dụng một cái đường viền này và cái giấy màu tím thì không có đường viền. Vậy là xong một bó hoa. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình, Ngọc Khuyên Flower. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và đăng ký kênh để mình có động lực để làm được nhiều bó hoa đẹp hơn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.